Cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2023 đã chính thức bắt đầu với sự tham gia của 18 thí sinh xinh đẹp. Dàn giám khảo đêm chung kết gồm bà Nguyễn Thị Thúy Nga, trưởng ban giám khảo, siêu mẫu Lan Khuê, MC Phương Mai và nhà thiết kế Chu Thị Hồng Anh với sự dẫn dắt của MC Vĩnh Phú. Đêm chung kết đã mở màn nhiệt huyết với mỗi thí sinh trình diễn và giới thiệu bản thân một cách cuốn hút. Tiếp theo, các thí sinh đã trình diễn trang phục thể hiện văn hóa dân tộc, lấy cảm hứng từ bộ sưu tập họa sắc non của nhà thiết kế Thạch Linh. Với sự thể hiện xuất sắc và sáng tạo, họ đã tạo nên một buổi trình diễn ấn tượng trên sân khấu. Phần thi bikini đã khiến sân khấu nóng lên với sự tự tin và quyến rũ của các thí sinh. Họ đã biểu diễn một cách xuất sắc, khiến khán giả không thể rời mắt khỏi họ. Các thí sinh như Hương Ly, Bùi Quỳnh Hoa và Lily Vũ đã chứng tỏ kỹ năng và vóc dáng nổi bật. Cuộc thi cũng tôn vinh những thí sinh có chiều cao và vóc dáng ấn tượng. Hương Ly có chiều cao ấn tượng 1,76m và số đo 3 vòng nóng bỏng 86, 62, 98, cùng với Thạch Anh, đến từ Hà Nam, cao 1,75m và vòng eo 59cm, đã làm nổi bật sự quyến rũ của họ trên sân khấu. Cuối cùng, phần trình diễn trang phục dạ hội đã đánh dấu một phần quan trọng của cuộc thi, với sự thể hiện tuyệt vời từ các thí sinh. Cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2023 đang diễn ra sôi động và đầy thú vị. Hứa hẹn sẽ chọn ra người đẹp xứng đáng để đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe toàn cầu. Cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2023 đã diễn ra sôi động với sự tham gia của những cô gái trẻ tràn đầy hoài bão. Mỗi thí sinh mang trong mình những ước mơ và khát khao riêng. Thu Uyên mong muốn đại diện cho vẻ đẹp và trí thức của thời đại số. Emma Lê mong muốn khám phá bản thân và mở ra những trải nghiệm mới. Hương Ly, tham gia lần thứ tư, muốn thể hiện sự thay đổi và sự hoàn thiện của bản thân. Begrom, một người đẹp ED, đã sải bước trong trang phục dạ hội với vẻ đẹp tỏa sáng và nụ cười rạng ngời. Bùi Quỳnh Hoa được đánh giá cao về kỹ năng trình diễn sau nhiều cuộc thi. Cuộc thi cũng đã trao các giải thưởng phụ với sự xuất sắc của các thí sinh như Nguyễn Thị Lệ Nam, Mai Phương Thảo, Lily Vũ, Trịnh Thị Hồng Đăng và Lê Thị Lan Anh. Ban tổ chức đã chọn ra top 10 thí sinh xuất sắc nhất gồm Hơ Duyên Begrom, Nguyễn Thị Lệ Nam, Lily Vũ, Huỳnh Kim Anh, Mai Phương Thảo, Phạm Thị Anh Thư, Bùi Quỳnh Hoa, Trịnh Thị Hồng Đăng, Nguyễn Thị Hương Ly và Emma Lê. Cuộc thi có sự đặc biệt khi ngay sau top 10, ban tổ chức đã tiết lộ top 5 chung cuộc gồm Lily Vũ, Emma Lê, Phạm Thị Anh Thư, Nguyễn Thị Hương Ly và Bùi Quỳnh Hoa. Trịnh Thị Hồng Đăng thắng giải người đẹp được yêu thích nhất và tham gia phần thi ứng xử. Cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2023 đã diễn ra sôi động với sự tham gia của những cô gái trẻ tràn đầy hoài bão. Mỗi thí sinh mang trong mình những ước mơ và khát khao riêng. Thu Uyên mong muốn đại diện cho vẻ đẹp và trí thức của thời đại số. Emma Lê mong muốn khám phá bản thân và mở ra những trải nghiệm mới. Hương Ly, tham gia lần thứ tư, muốn thể hiện sự thay đổi và sự hoàn thiện của bản thân. Begrom, một người đẹp ED, đã sải bước trong trang phục dạ hội với vẻ đẹp tỏa sáng và nụ cười rạng ngời. Bùi Quỳnh Hoa được đánh giá cao về kỹ năng trình diễn sau nhiều cuộc thi. Cuộc thi cũng đã trao các giải thưởng phụ với sự xuất sắc của các thí sinh như Nguyễn Thị Lệ Nam, Mai Phương Thảo, Lily Vũ, Trịnh Thị Hồng Đăng và Lê Thị Lan Anh. Ban tổ chức đã chọn ra top 10 thí sinh xuất sắc nhất gồm Hơ Duyên Begrom, Nguyễn Thị Lệ Nam, Lily Vũ, Huỳnh Kim Anh, Mai Phương Thảo, Phạm Thị Anh Thư, Bùi Quỳnh Hoa, Trịnh Thị Hồng Đăng, Nguyễn Thị Hương Ly và Emma Lê. Cuộc thi có sự đặc biệt khi ngay sau top 10, ban tổ chức đã tiết lộ top 5 chung cuộc gồm Lily Vũ, Emma Lê, Phạm Thị Anh Thư, Nguyễn Thị Hương Ly và Bùi Quỳnh Hoa. Trịnh Thị Hồng Đăng thắng giải người đẹp được yêu thích nhất và tham gia phần thi ứng xử.